TH Tru Formula, dinh dưỡng vàng cho trẻ phát triển toàn diện. Trời ơi, nó như con quỷ vậy đó. Các bạn kìa. Không sao. Không được mà quá. Ê, ngồi được cây đấy nè. Đi đi, trời ơi. Đi đi, trời ơi. Đi này. Ôi. Có bò. Cái con bò. Trời bó được cấy chưa xong cái gì bó cái gì nữa. Sao hết rồi, sao cái thấu khoai này? Anh đứng khoai thế này. Ở đây không có ai. Anh ơi, anh đứng khoai thế. Cái gì? Cái gì vậy? Giữa thanh niên bệnh nhật, nhà ngươi muốn làm gì? Cái gì vậy Thanh? Em sao? Nè. Cái gì vậy? Ủa gì kỳ vậy? Ủa gì kỳ vậy? Có điên không? Chơi thôi. Sao à? Ôi, Dương à chú. Mà chú. Cái gì vậy anh? Có nguy hiểm quá đừng có đẻ nữa. Cái gì vậy anh? Có nguy hiểm quá đừng có đẻ nữa. Đừng có đẻ nữa. Anh ơi. Có vậy. 100 thôi. Dạ. 100 thôi, mỗi người 100. Tại đây. Lít 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 lít. Cô Nhiên nào. Lít 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 lít. Cô Nhiên nào. Lít lít lít. Chị muốn gì mà mẹ tay chị không? Ơi mẹ tay chị không? Ơi mẹ ơi trời ơi! Ủa gì kỳ vậy? Bù nhanh hết. Thôi ơi. Ây da. Gì vậy? Trời ơi trời ơi. Chị ơi em ở đây chị. Chết anh rồi. Bé này vô vậy? Không được. Thì đưa ở đây thôi. Chú ơi, em đi lối chú, chạy đi con. Chạy đi con, giật cái tay ra. Ở đây cũng biết ra thôi. Ê, tay chạy chú coi nè. Tay chạy chú coi nè. Chưa tới. Good job. Xin lỗi chị Ly. Em sao? Em dám không chọn chị. Ngồi xuống rồi. Dạ ơi. Nha. Ta đã giành được cây mà. Ôi. Ủa cái bó luôn của chồng mất rồi. À. Buông ra. Cái gì vậy? Buông ra. Tôi chỉ là một con người. Buông ra. Tôi chỉ là một con bù nhìn vô chơi vô giác thôi. Sao mà đánh tôi dữ vậy? Đâu đâu. Ấy hả? Trời ơi, nó như con quỷ vậy đó. Các bạn kìa. Không sao. Không được mà quá. Ê, ngồi được cây đấy nè. Chết rồi, thì cắm sao? Mệt quá. Dạ. Dạ. Ôi. Trời ơi, con... Có tội gì không trời ạ? Sao chồng chú lại khó khăn đến thế? Chồng ơi, nhanh lên! Nhanh lên! Ôi, nó cứng quá! Nó cứng! Không được quay về đây nha! Chạy lên, chạy luôn luôn em! Đúng rồi, qua luôn rồi, đúng rồi. Ba ba nó canh rồi. Em phải đẹp. cái gì vậy? Ba em trên kia ba. Sao hai có mù nhìn của mình đi đâu? Anh Tài, anh làm được chưa? Khó quá. Ủa sao cái vai anh bị nghiêng? Anh ơi, em ơi có đẹp kìa. Anh Tài ơi, em ơi có đẹp kìa. Anh Tài ơi, ôi đâu rồi đâu sao ta? Em mạnh lắm, anh muốn cái gì? Anh muốn cái gì? Anh tấn công tôi. Trời ơi, tôi đâu có đụng gì anh đâu. Mày biết rồi sao mạnh thế? Em biết rồi. Em tập ra để em biết đi, tôi tìm em à. Thế cho tôi. Vợ chồng mình còn nghèo nên cùng nhau nỗ lực. Gì vậy? Hết giờ. Bên kia thấy hơi yếu quá. Cho anh Lâm ơi, giúp đi. Em bị đau, em bị lật sơ mi. Ôm mình anh. Ôm mình anh. Nhanh lên, nhanh lên, đúng rồi Kim ơi. Nhanh lên, nhanh lên, đúng rồi Kim ơi. Qua rồi. Rồi Kim ơi, qua rồi. Trời ơi. Lily đang cầm tay thôi. Chạy về đấy, chạy về đấy. mợ ba ơi, mày nói chiều tôi đi. Mợ ba, ở đây không có ai. Anh đừng khoai thế. Cái gì? Sao? Cái gì vậy? Giữa thanh niên bệnh nhật, nhà ngươi muốn làm gì? Cái gì vậy anh? Em sai đó. Cái gì vậy? Ủa gì kỳ vậy? Ủa gì kỳ vậy? Có điên không? Thành động sai trai, tao không chấp nhận được đâu. Sao pha đây? Bây giờ em đang chịu. Nói em chịu tôi. Đây ngang anh ơi. Cây giờ lấy cây giờ. Dựng đây. Em bên lợi của chị luôn. Đi đây đây. Hết giờ. Đã hết 2 lượt đấu. Ở lượt 3 này, mọi người sẽ trở thành nông dân và sẽ được tự do di chuyển cả tấn công và phòng thủ để hoàn thành thửa ruộng của mình đẹp nhất. Mới các đội bắt đầu lượt thứ 3. Thời gian 5 phút. Wow. Rồi nha, ruộng trên là của đội em đúng không? Đúng. Ruộng dưới đội tôi. Đúng. Nhưng mà mình có thể chạy qua chạy lại đúng không chú? Đội tôi hiện tại là ít quá nhưng mà đội tôi sẽ không. Ê! Chào đây chân liền đi. Chào đây chân liền đi. Chơi. Ly ơi, em lo ly, em cắm chồng. Chị 200.000. Chị phải dưới kìa. Chị phải dưới kìa. Ai ra cái đây để tôi. Qua đây ba người. Để đi, để cái đứa. Con nhỏ này để cho tôi. Để đi, làm giùm lên đi. Ê, cái gì vậy? Trời ơi. Gần nhau đi. Dạ em cắm nha anh, xuống anh. Ok. Cắm đều em sợ lắm, cái chưa đều nha. Trời ơi. Hey. Đi kia ơi, mình tập trung, mình ăn đỡ đủ để không mua mà. Cứ làm gì thế? Sao vậy? Trời ơi, không muốn xuống. Trời ơi, không lên mà thôi. Chú cái gì? Không lên. Trời ơi, cái gì vậy? Đi chạy lên em ơi. Em nắm tay ra, bảo vệ nha. Lên ở đây bảo vệ đi. Trời ơi. Em chết đi chị. Chị hả? Ủa, em từ chỗ này không được nữa. Ở đây một mình bé Ly thôi à. Isaac ơi. Anh ở đây nha. Không, em bắt này đi. Anh ở đây nha. Không, em bắt này đi. Em ba này. Bắt này đi. Em ba này. Em. À, em ba này. Quay đầu tưởng xin thôi. Bây giờ nào đang dùng vậy? Ai là đội em đấy nhở? Em là đội chị đấy. Em đội chị phải không? Ừ. Anh đi. Anh ơi. Ôi ba cố em. Em cấy đi. Đi này, cấy. Anh Giang có thù cho tôi. Lâm ơi, cứu tôi Lâm ơi. Anh hả? Tôi chờ cái hôm này lâu lắm rồi, bữa giờ anh làm gì thôi. Hồi sáng giờ anh kiếm chuyện với ekip này rất nhiều lần rồi. Chấm vô hỏng anh ha. Đủ chưa? Tuấn Tài. Anh ơi, em không muốn như thế này nữa đâu. Anh ơi, em không muốn như thế này nữa đâu. Anh Giang ơi, cứu. Anh cứ dình đẩy anh. Anh Giang ơi, lấy kim ơi, Lily ơi. Em không muốn xuống. Anh Giang ơi, cứu. Khoai bông, em không. Trời ơi, trời. Em rất dậy xuống bột rồi. Anh Giang ơi, Lily ơi, Lily ơi. Anh Giang ơi, cứu. Chị, rất dậy xuống bột rồi. Chị đã bột. Chị ơi. Ao ơi, ôi đớn vào mặt. Ôi thật quá. Được rồi, đưa tay em à. Sợ quá. Cái đi. Anh Tài nhé. Ở đây cái đi. Hết giờ. Xin mời hai đội tập trung. Yeah. Quá mệt. Sau thử thách vừa rồi, không biết là Lily và Eric, các bạn có cảm thấy là cuộc chơi này quá sức với thể lực của mình không ạ? Trời ơi. Hồi nãy Eric chỉ nói là trời đất ơi, trời đất ơi, trời đất ơi. Nói được điện thoại đúng kiểu đó thôi. Nhưng mà chạy hùng hục luôn nha. Rất là tấn công. Em chơi nữa vẫn được à, chơi một hiệp nữa đi. Để em trời ơi, sang bằng tỷ số. Trời ơi, chơi một mình nha. Đừng có thử cả đội, Hồi nãy lúc em giật Lily, em thấy anh Giang tình cảm đặc biệt dành cho Lily. Từ đó tới giờ hả, em chơi khách mời là không bao giờ mà anh Giang tấn công em. Tại vì em như là trợ thủ đắc lực của anh Giang trong mọi chương trình. Tay trái, tay phải. Nhưng mà ngày hôm nay chị khách mời, anh Giang lao như vô như một con trâu mẹ mà bị thấy con của mình mà bị mặc dù trâu mẹ đang có chữa. Anh liều thân mình, anh chạy là anh dập em một cái rầm, em ná thở. Anh Giang, anh Giang thù đến cho tôi. Trời ơi, anh Giang ơi, đó giờ anh Giang không đối xử với em như vậy.